Giờ tôi nói cái bài này quan trọng là cái bệnh ra mồ hôi tay chân. Thì mọi người biết rồi đó. Thì cái chứng mà ra mồ hôi tay chân là phiền phức lắm, và rất là nhiều người bị. Thì cái đó là do cái gì? Cái đó là do rối loạn thần kinh giao cảm. Mà nó rối loạn cái hạt giao cảm đó. Thì như vậy là cái rối loạn của cái hạt giao cảm nó cũng ảnh hưởng một phần nào đối với một cái triệu chứng bất ký sinh trong tương lai. Tức là những người mà có dấu hiệu mồ hôi ra tay chân rồi, thì khi mà tới tuổi lớn thì có một số người bị kèm theo cái chứng bệnh thủy sinh. Tôi nói vậy để cho mình cảnh báo trước đây nha. Thì trước đây á, là khi mà khoa học biết rằng là mồ hôi tay chân ra thì dùng cái phương pháp giải phẫu qua giao cảm thì ta đã biết làm rồi, nhưng mà không thuyết phục lắm. Tất nhiên là mình hiểu rằng cái đó, cái hạt giao cảm nó nằm trong hệ thống thần kinh tự động này. Thì giao cảm làm cho nó xúc cảm. Bây giờ mình lấy cái hạt nó ra rồi, không biết mình lạnh lùng cỡ nào. Do đó tới sau này người ta lại dùng cái phương pháp thêm cao chút xíu nữa. Tức là làm gì? Tức là người ta dùng cái loại nitơ lỏng mà âm 150 tới 160 độ C, người ta mới mổ, gọi là mổ nổ sôi vào trong cái chỗ đó và đốt cái hạt giao cảm chết đi bằng cái nitơ lỏng. Nhưng mà đối với tôi thì từ khi mà phát hiện ra cái triotherapy thì tôi có một cái đề xuất với mọi người. Thôi thì bây giờ mình còn nước còn đá, mình điều trị nội khoa, tức là có tính cách bảo tồn đi này. Trước hết là điều đó. Đến một lúc nào đó mà mình bất lực rồi thì mình hãy nghĩ đến cái chuyện mà đi đến mổ nội soi hay là cái gì đó. Mọi người đồng ý với tôi á. Và khi mọi người thực hiện cái này thì cái hiệu quả nó sẽ thấy kém được. Tôi còn nhớ lúc mà tôi dạy mặt xây bên Pháp, tôi có cái ông học trò dễ thương lắm, chịu khó lắm. Thế thì ông mới nói em cũng bị ra mồ hôi tay rất là nhiều. Thế thì cái hạt giao cảm nó nằm ở trên tay là đâu? Là ngay cái đất mình. Cái thứ hai là trên cái núm vú mình, cái ngực mình trên núm vú mình. Thì ông có dùng thuốc cứu á, ông đốt cái nách đâu, đốt trong nách. Đương nhiên lọc nách trái đó. Còn có cái thằng mất dịch thì ở đây nó còn chơi, nó còn nó lấy bàn là nó đặt vô nặng nặng trong nách. Cái đó là đừng có chơi mà nó xèo xèo chết đấy. Nó còn nó đặt bàn là vô nách luôn. Nhưng mà này nó đốt thuốc cứu đó, nó đốt xong á, không biết sao mà trời thương đó, nó đốt cái hạt giao cảm xong thì nó không còn ra mồ hôi tay. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện làm đó không hợp lý lắm. Tôi là hơi nguy hiểm. Thôi thì mình làm cái gì ấy, mà nó nhẹ nhàng hơn, chứ đừng có lấy thuốc cứu mà thò vô nách mà đốt, thì cái đó không nên. Và cái cách của mình làm ấy, là mình dùng cái đá mà của mình ấy, mình bỏ vào ngăn lạnh. Và bỏ vào ngăn lạnh là mở cái độ cao nhất. Cũng như tôi nói là phải âm từ 15 âm từ 15 đến 18 độ C. Rồi khi nó lạnh dây xong rồi thì ta đặt ở đâu? Hai cái điểm ở tay mình đó. Một là trên núm vú, núm vú. Hai là nách mình. Thì một cái đặc biệt là khi mình để vô thì mình nghe rát lắm, lạnh rát á. Mình để hai điểm này vô thì mồ hôi đang chảy ròng ròng như này, mọi người sẽ thấy sao? Nó ngưng lại liền tại chỗ. Ngưng liền. Tôi bảo đảm mọi người thấy ngưng liền. Ngưng ngay lập tức. Nhưng mà khỏi không? Không. Thì theo tôi là khi mồ hôi nó ra nhiều á,
là cái giao cảm nó kích thích cái những cái cường độ nó kích thích quá người, giống như hưng phấn vậy đó, thì nó kích thích làm cho răng hôi. Thì bây giờ cái lạnh là khi ta để vô hai cái hạt giao cảm đó thì lập tức là nó bị ức chế liền, giống như mình phóng bế vậy đó, thì nó ức chế liền. Và sau khi hết thành xong thì nó dần dần chảy mồ hôi lại. Nhưng mà ý tôi muốn là nói với mọi người điều gì, tức là mình thường xuyên làm cái đó để đến một lúc nào đó thì cái cơ thể mình nó là nó automatic nhiều cái mình không hiểu được. Ngay cái chuyện là mồ hôi ra mà do cái hạt giao cảm, người ta biết là do hạt giao cảm rồi, người ta biết tại sao hạt giao cảm nó làm vậy. Tức là cái câu hỏi tại sao nó luôn luôn đặt trong phía sau lưng đó. Thế thì mình tác động vào cái hạt giao cảm đó, mình cũng đặt cái câu hỏi đó, rồi tới một lúc nào đó thì nó automatic, nó là bị cốc, nó trở lại và nó không ra. Thế thì may mắn rồi, mọi người đồng ý tôi đó. Thì mình nên làm cái đó thì cái phương pháp đó nó bảo tồn hơn, ok hơn. Rồi mọi người nhìn tiếp là cái mồ hôi tay, bởi vì cái hệ thống thần kinh tự động của mình á, thì cái chuyện đó là mọi người biết rồi, tức là cái giao cảm và đối giao cảm á, thì nó giúp cho cái cơ thể mình cân bằng. Nhưng mà khi nào mà nó vượt cường á thì nó làm cho mồ hôi nhiều, nó không vượt cường á, nó ức chế thì nó làm cho người đó không thể nào ra mồ hôi được. Và như vậy là trường nhất mà ở đây tôi vẫn cứ nói này, riêng khi mình trường lạnh, cái tên đó là tên Núi Phú, khi mình trường lạnh ở cái nách của mình á, nhưng mà đừng bao giờ quên một điều là trường nóng trùng gan hàng đêm. Chữa mồ hôi á là trường lạnh á là trường ban ngày, còn ban đêm á thì trường nóng trùng gan thì làm ban đêm, đồng ý không? Tức là chúng ta làm cho cái âm dương nó hài hòa. Và một cái nữa là cái trường lạnh ở cái cứ đầu trùng, là tại sao người ta trường ở đây là cái điểm này khác nha. Hồi nãy là mồ hôi tay á thì mình chỉ sử dụng cái trên nách, ở trong nách và cái trên núm vú, còn đối với người ra mồ hôi, họ không có ra mồ hôi ở đâu á, chỉ ra mồ hôi tràn ra chứ bản thân. Tôi có nghe anh bạn anh ngồi anh ăn cơm cái là mặt này ra rần rần và mồ hôi hột to vậy nè, thì cái đó này trường chỗ khác. Thì khi mà ra mồ hôi nhiều mà ở mặt và ở mặt và ở trán nhiều á, thì ta trường hai điểm: một là cước đồng trường, hai là cái đốt sống cổ. Đốt sống cổ từ C1 tới C7 thì ta đặt cái cục đá vô á, nó lạnh nó dùng đó thì lập tức mồ hôi trán cầm ra liền, bởi vì hai cái hạt giao cảm nó nằm ở đó, hai cái giao cảm á mà nó chi phối thì nó nằm ở đó. Ok, nắm được chưa? Nó nói gì có nghe kịp không? Rồi, còn một cái nữa là ra mồ hôi ở hai chân thôi. Bởi vì á, có nhiều người á, là ra mồ hôi á, là không ra mồ hôi tay mà ra mồ chân á. Thành ra là những người đó là khổ lắm ở mùa đông á, mà ra cái là mang về có tới cái đông á, hôi thiệt là hôi. Và để mà giải quyết cái đó không có gì khó, cứ lấy đó lạnh đút cái đâu ở thắt lưng quần mình này. Ngay chỗ L5 X1 X2 thì cái điểm đó là gì? Cái hạt giao cảm nó nằm chi phối đó. Thành ra khi ta đặt lên chỗ đó, nó lạnh một cái mồ hôi chân khô liền. Ok chưa? Đấy. Thầy, mồ hôi lạnh là không thể. Anh ra mồ hôi thì bao giờ lạnh? Vì nước ra là lạnh. Thành ra là cái người á mà ra mồ hôi xong á là tay chân mình nhắc à. Thì kệ đó. Vẫn giữ nguyên tắc ban đêm trường nóng trùng gan, ban ngày trường lạnh ở những cái hạt giao cảm.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.